Xin chào các bạn, tôi là Cứu Bích đây. Và trong cái video này thì tôi sẽ nói sang cái phần khởi tạo cái tình quảng cáo doanh nghiệp. Thì ở đây chúng ta có hai cách tạo và tương ứng mỗi cái này chúng ta sẽ tạo ra được một cái tình quảng cáo doanh nghiệp. Tôi ví dụ ở đây cho các bạn nhé. Đây. Ví dụ chẳng hạn cái tài khoản này này, nó đã tạo ra một lần này, thì nếu mà tôi vào đây nữa này thì nó không cho tạo nữa và nó đến trình quản lý này luôn. Thì chúng ta có một cái thủ thuật, đó là có một cách khác nữa. Chúng ta hãy vào cái đường link số 2 đây. Đấy. Không phải, xin lỗi các bạn nhé. Các bạn copy đầy đủ cái này nhé. Đấy. Và chúng ta sẽ bỏ lại này. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có hai cái. Thì ít nhất là mỗi cái tài khoản doanh nghiệp này nó sẽ tạo được một cái tài khoản cá nhân. Một cái tài khoản doanh nghiệp này thì nó sẽ tạo được hai, một cái tài khoản con. Tức là chúng ta hai cái thì chúng ta hai tài khoản con. Và nếu như là một cái tài khoản cá nhân nữa thì tí nữa ở video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm vào. Thì vô hình chung là chúng ta hiểu là với một nick Facebook cá nhân thì ít nhất chúng ta phải tạo được 4 tài khoản để chạy. Tha hồ mà chạy. Rồi. Thì chúng ta sẽ vào đường link và chúng ta sẽ ấn này. Tạo tài khoản. Tên doanh nghiệp. Ví dụ đây là doanh nghiệp Cương Bích. Tình chẳng hạn, ví dụ vậy, Minh Quân, email doanh nghiệp. Ở đây thì thằng này tôi sẽ dùng một cái email đây, bởi vì nick này là nick nuôi. Ở đây chúng ta gọi là Via. Thường thường Via thì nó sẽ có một bộ đấy. Rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn Việt Nam. Có nhiều cách để chọn, nhưng mà Việt Nam thì có một số hạn chế. Nhưng mà thôi, nếu mà các cái cách nâng cao hơn thì ở cái video khác tôi chia sẻ nhé. Đó. Ví dụ địa chỉ là 670 này. Đấy. Sư Vạn. Đó. Hồ Chí Minh. Mình cứ khai thật đi. Nhớ đây là 700.000 hay 7.000 nữa. Rồi. Điện thoại doanh nghiệp 0938205 19. Website https://2.2 Cương Bích. Nó không có, chúng ta cứ nhập đại không sao đâu nhá. Đây nó hỏi là hàng hóa dịch vụ riêng chạy nghiệp rồi, chúng ta cứ điền mặc định là không sao đâu. Ok, nó sẽ báo xác nhận email. Đó, thì như vậy là chúng ta đã tạo xong một cái trình quảng cáo doanh nghiệp. Rồi, chúng ta sẽ check email này. Đây. Để chúng ta kích hoạt đấy. Đây, xác nhận doanh nghiệp này. Xác nhận. Rồi, ok. Như vậy là địa chỉ email đã được xác minh. Rồi, em nằm lại. Đó, đã xác minh. Và để vào tình quản lý doanh nghiệp thì chúng ta đơn giản là chúng ta về Facebook cá nhân này. Xóa cái này đi nhé, cho mọi người dễ nhé. Đây, chúng ta chọn này. Đây, nó là lên này, Cương Bích Marketing này này. Ồ, rồi, như vậy là chúng ta đã có một cái tài khoản doanh nghiệp. Và để, đây là cái trang tổng quan, thì chúng ta chưa có gì thì chúng ta sẽ vào cài đặt doanh nghiệp. Để chúng ta làm việc với nó.
Ok mọi người. Thì trong video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng chi tiết các cái tính năng của cái tính quảng cáo doanh nghiệp này. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.